Xin chào các bạn, hôm nay là Lý Cotto Tuấn Đức. Chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu chậu rửa lavabo đặc bản Cotto mang cái mã hiệu là C00343, dòng MSL. Thì cái dòng MSL này là dòng chậu lavabo đặc bản màu xám, dòng này là dòng xám mờ. Sản phẩm lavabo Cotto C00343 này là cái lavabo có cái chất liệu được làm bằng sứ ceramic, men sứ chất lượng cao, giúp dễ dàng vệ sinh sau trong quá trình sử dụng. Và mẫu này thì nó rất là dễ dàng lắp đặt và tiết kiệm được không gian. Với kích thước của cái lavabo này là chiều ngang là 55 cm, chiều rộng là 40 cm, chiều cao là 16,8 cm. Sản phẩm lavabo Cotto C00343 MSL này thì nó được thiết kế và nhập khẩu tại thương hiệu Cotto, một sản phẩm từ Thái Lan, và nơi sản xuất của nó cũng là Thái Lan và nhập khẩu nguyên chiếc. Khi các bạn mua lavabo này thì nó đi kèm cho bạn cái chặn sứ, và cái chặn sứ này nó khá là cứng rắn và nhấn lên nhấn xuống dễ giữ nước và thoát nước, rất là dễ dàng và tiện dụng. Và hiện tại thì cái mẫu lavabo Cotto C00343 MSL này thì đang được bán tại đại lý Cotto Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này có thể liên hệ vào số điện thoại hotline hoặc là truy cập vào website tdm.vn để đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.